Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện kỳ lạ hy hữu đã xảy ra tại địa bàn xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể, một người đã chết 30 năm trước, tuy nhiên vẫn được chính quyền địa phương xã này triệu tập về để họp và ký xác nhận vào phiếu lấy ý kiến của khu dân cư. Quả là một câu chuyện kỳ lạ. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Tại sao lại xảy ra như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây nhận được đơn thư của ông Lại Thế Hiếu sinh năm 1932 trú tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm xuyên, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh về việc bố ông là Lại Bớt đã mất ngày 25 tháng 11 năm 1981 nhưng năm 2011 và 2012 vẫn dự họp cùng người dân và chính quyền địa phương ký xác nhận vào phiếu lấy ý kiến của khu dân cư để làm thủ tục cấp đất cho bà Bùi Thị Tấn con dâu của Bớt. Theo ông Hiếu trình bày ngày 15 tháng 1 năm 1956, cụ bớt cha đẻ của ông Hiếu được Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh ký văn bản cấp cho một mảnh vườn, có giấy chứng nhận quyền sở hữu dụng đất, kể từ đó gia đình sống ổn định không tranh chấp với ai. Trước khi qua đời vào năm 1981, cụ bớt giao lại giấy tờ về quyền sử dụng đất cho con trai lại thế Hiếu, bảo quản với nguyện vọng giữ lại mảnh vườn làm nơi thờ tự, hương khói sau này vì thế con cái đều ra ở riêng duy chỉ có gia đình ông lại thế trọng em trai ông hiếu đã mất và vợ là bà bùi thị tấn ở lại đó cũng theo ông Hiếu năm 2014 khi chính quyền đo đạc đất đai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh em con cháu cụ Bớt không đồng tình lập hồ sơ cấp sổ đỏ cho bà Bùi Thị Tấn trên mảnh đất này nên không ký vào một văn bản nào hết, kể cả ký giáp danh. Thế nhưng ngày 21 tháng 7 năm 2014, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Nhượng, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên vẫn lập hồ sơ cấp sổ đỏ mảnh đất này cho bà Tấn mà gia đình không hề hay biết. Ông Hiếu trình bày, gần đây bà Tấn đổ đá xây móng làm nhà, gia đình chúng tôi đại diện cho con cháu nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên yêu cầu đình chỉ việc xây nhà của bà Tấn. Tuy nhiên, chính quyền xã và huyện không có động thái gì. Theo một số tài liệu phóng viên thu thập được, mặc dù cụ bớt đã qua đời vào năm 1981, nhưng trong bản mô tả danh giới, mốc giới thửa đất của bà Bùi Thị Tấn do đơn vị đo đạc thực hiện ngày 13 tháng 7 năm 2011, cụ lại thế bớt xuất hiện với tư cách là chủ sử dụng đất liền kề cùng với nguyễn thị thiên trần hữu lương trần hữu quý ký xác nhận vào bản mô tả một năm sau đó, trong cuộc họp lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất ngày 15 tháng 5 năm 2012, do ông Nguyễn Tiến Viên, trưởng thôn chủ trì, cụ bớt lại xuất hiện với tư cách là người tham gia cuộc họp và ký vào phiếu lấy ý kiến. Tuy nhiên, chữ ký của cụ bớt mỗi nơi một khác, không giống nhau, còn chữ ký của những người có tên Nguyễn Thị Thiên lại bớt, Trần Hữu Lương, Trần Hữu Quý lại hao hao một nét chữ. Vâng, thưa quý vị, không chỉ câu chuyện trên mà đã có rất nhiều câu chuyện về những người bất xác được cho là sống lại sau khi được tuyên bố đã chết trước đó. Một câu chuyện hy hữu khác sau đây xảy ra tại địa bàn phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Một người đã chết vẫn ký được giấy xác nhận đất tứ cận, khiến một hộ dân phải làm đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng vì không thể xin được giấy phép xây dựng nhà. Trước đó khi nhận đơn kêu cứu của hộ gia đình ông Hồ Ngọc Trinh sinh năm 1966, ngụ tổ 27 phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, về việc yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đó cho một hộ dân khác do cấp vượt hơn 20 m2 khiến gia đình ông không còn lối đi, hậu quả hộ ông Trinh đến nay không xin được giấy phép xây dựng nhà cầm trên tay là đơn kêu cứu ông Trinh nghẹn ngào kể. Vào năm 2004, gia đình ký chuyển nhượng cho ông Hồ Ngọc Hiệp, em trai ông Trinh thửa đất có diện tích 104,5m2. Thửa đất này sau đó được huyện Hòa Vang, nay là quận Cẩm Lệ cấp sổ đỏ số 10438 ngày 10 tháng 11 năm 2004. Hồ sơ thửa đất thể hiện rõ con đường rộng 1,5m để đi vào thửa đất bên trong của gia đình có diện tích 222m2. Theo ông Trinh, do điều kiện kinh tế gia đình sau đó đã chuyển về phường Hòa Khê, quận Thanh Khê để sinh sống. Lúc này thửa đất 222m2 vẫn được gia đình để chống. Tuy nhiên, đến năm 2017, gia đình ông Trinh làm thủ tục xin giấy phép xây dựng tại thửa đất trên, thì tá hỏa phát hiện con đường dẫn vào bên trong đã được văn phòng đăng ký đất đai quận Cẩm Lệ cấp sổ đỏ luôn cho hộ liền kề. Hiện hộ dân mua thửa đất có diện tích khoảng 100 m2, đất trước đó đã xây bít luôn lối đi vào thửa đất của hộ ông Trinh, tức diện tích bị mất của hộ ông Trinh là hơn 20 m2. Như vậy từ diện tích ban đầu đến khi được cấp sổ đỏ, thửa đất 100 m2 đã tăng thành 134 m2 và đã được người dân mua xây dựng nhà kiên cố. Ông Trinh bức xúc, trước khi xảy ra tranh chấp, lô đất 100m2 đã được bán cho ba người. Đến năm 2017, lô đất trên tiếp tục được bán cho ba người khác. Mặc dù hộ cuối cùng đã xây dựng nhà, nhưng chính quyền lại không có biện pháp ngăn chặn. Ông Trinh cho biết nguồn gốc đất của các hộ liền kề là do bà Phạm Thị Xé. Bà nội ông Trinh đã mất từ năm 2012, chuyển cho ông Đào Mộng Ý với diện tích khoảng 100m2. Các bên cùng thỏa thuận để con đường rộng 1,5m dẫn vào lô đất. Sau đó, ông Ý chuyển nhượng lại cho bà Lê Thị Phong Lan khi bà Lan đăng ký sổ đỏ. Diện tích thửa đất bất ngờ tăng lên 134m2, trong khi các hộ liền kề và gia đình ông Trinh không hề ký tiếp giáp, nhưng bà Lan vẫn được cấp sổ đỏ. Ông Trinh phân tích, bà nội tôi mất từ năm 2012 thì làm sao ký giấy xác nhận tứ cận vào năm 2018. Hơn nữa, ông Sảo và bà Hiền, hai người hàng xóm liền kề, cũng không ký tứ cận. Chữ ký của bà Trần Thị Xuân cũng bị làm giả, nhưng Ủy ban Nhân dân phường Hòa Phát vẫn xác nhận hồ sơ. Sau đó, quận Cẩm Lệ cấp sổ đỏ cho hộ bà Lan để làm cơ sở xây dựng nhà, rồi bít luôn lối đi rộng 1,5m dẫn ra đường bê tông. Vào tháng 4 năm 2018, phát hiện hộ bà Lan đang sửa nhà, gia đình ông Trinh đã ngăn chặn và làm đơn gửi Ủy ban Nhân dân phường Hòa Phát. Qua nhiều lần đối thoại, hòa giải, nhưng bà Lan vẫn không có mặt để giải quyết, khiến vụ việc kéo dài. Đến ngày 28 tháng 5, văn phòng đăng ký đất đai quận Cẩm Lệ vẫn tiếp nhận hồ sơ để tách thửa cho hộ bà Lan, từ thửa 20 thêm một thửa 293, tách thửa thành công, bà Lan tiếp tục chuyển nhượng cho hộ ông Vũ Bình Tĩnh. Đến tháng 4 năm 2019, hộ ông Trinh lên quận Cẩm Lệ làm thủ tục thay đổi sổ đỏ mới nhằm chứng minh có con đường như trong hồ sơ nhưng không được giải quyết, trong khi đơn mà hộ ông Trinh đã gửi lên quận là vào tháng 5 năm 2018. Đến tận ngày 20 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Hòa Phát mới có văn bản trả lời đơn thư và yêu cầu hộ ông Trinh liên lạc quý cấp để được giải quyết. Qua nghiên cứu hồ sơ, ông Mai Xuân Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Phát thông tin, trước khi được cấp sổ đỏ thửa đất 104,4 m2 được bà Phạm Thị Xé bán cho ông Đoàn Ngọc Ý và sau đó được bán cho bà Bùi Thị Trang, người mua tiếp theo là bà Lê Thị Phong Lan lúc này bà lan tách thành công thành hai thửa rồi bán một thửa cho ông lê quốc dũng và một thửa cho ông vũ bình tĩnh ông dũng sau đó bán lại cho ông nguyễn phước thọ và nguyễn tấn trung còn ông tĩnh bán lại thửa đất cho ông trần hữu phước và cuối cùng là bán cho ông võ huy cường qua xác minh thông tin kỹ càng từ các nguồn, ông Tuấn phát hiện hồ sơ xác nhận tứ cận để làm cơ sở cho văn phòng đăng ký đất đai quận Cẩm Lệ, làm sổ đỏ cho thửa đất 100m2, có dấu hiệu bị làm giả chữ ký của ít nhất 3 người. Theo ông Tuấn, sau khi có đơn gửi lên phường của ông Trinh, chính quyền phường đã vào cuộc xác minh và tiến hành hòa giải nhiều lần, nhưng không thành công do hộ bảo hoa không tham dự. Ông Tuấn khẳng định, Ủy ban Nhân dân phường là đơn vị xác nhận hồ sơ tứ cạnh để làm cơ sở chuyển lên quận. Do phát hiện có dấu hiệu làm giả, phía Ủy ban nhân dân phường đã yêu cầu công an phường vào cuộc xác minh làm rõ. Nếu phát hiện đúng là có dấu hiệu làm giả hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường sẽ đề nghị hủy sổ đỏ đã được quận cấp trước đó, đồng thời đề nghị bổ sung lại diện tích đất mà hộ ông Trinh bị lấn chiếm trước đó nếu có để ông Trinh có lối đi ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. What? <laughs>